nằm đấy làm gì trả tao được. Cái gì vậy? Trời ơi, thằng Tài. Có đâu vậy? Sao lại bỏ cái mặt anh? Tại em lỡ cái bên kia là chạy đi chạy, sao mà rơi xuống đất, sao mà nhét vào mặt anh? Ô, anh xạo à, nãy em hát cảm thấy hơi hoài luôn á. Anh hứa nào? Nãy em gần, ngồi ngồi ngồi. Trời ơi, chạy thằng Tài. Trời ơi, cái hồi đó mà. Cái hồi này hôi nó chết luôn mà anh cầm thử là hay vậy á. Trời ơi, chạy sao mày nói năng lung tung với Tài? Cái quần của người ta đi hỏi mày. Trời ơi, trời. Thái giống ổng rồi hả? Hỏi em thấy em thể hủy rồi. Anh thể hết rồi rồi còn. Chán quá mọi người ơi, giờ em qua này em kiếm cái trò gì em chiêu ghẹo người ta. Giờ bữa nay là em thấy em sớm nhất không? Giờ này là anh chị chưa có ai vô, chỉ có bé ngoan bé tiền là vô chứ thôi. Trời chán. Giờ này mà về chưa, về lấy đồ vô. Ê ê ê ê ê ê ê. Em thấy cái gì vậy á mọi người ơi? Đồ khô mật khô đồ tà la tá lả mà phơi đồ kiểu vậy á, lỡ như có ai đi ngang qua sao? Con gái hứa gì một cái tứ gì hết trơn á. Sẵn dịp ha, tôi đang kiếm chuyện ha ha. Ý. Mọi người nghĩ cái mà em đang nghĩ không? One eternity later. Đúng lâu luôn á, nhờ diễn đi lề mề lề mề. Mày giống thể mày đi ghét mày giỏi với bọn mà. Mặn chứ. Giỏi gì á? Rồi biết qua đây làm gì không? Qua đây cho anh hả? Thông minh lắm. Cũng là con trai của ta. Cho anh. Thấy gì kia không? Ức gì vậy? Trời ơi. Qua lụm che lên cho chị Thi đi. Hồi gớm à. Tự ghê. Có gì đâu rồi đi qua nhịn đâu hết hả? Đâu có đâu. Ê đâu lâu. Chị sư phụ bị khoái lắm nha. Ừ. Qua lụm cho chị, treo lên cho chị đi. Bắt gì? Ui kỳ lắm. Thôi kỳ lắm. Ê kỳ nghe mùi mắm tôm đó. Mày qua mày treo vô tìm chị đi. Ủa sao chị không treo? Ôi đâu gãi không treo đâu. Ờ chị tính ra chị đợi con gái luôn á. Ôi vậy mày qua mày kêu anh Thể qua đây che lên giùm chị đi. Được á. Cái mày có suy nghĩ giống tao không? Có. Vậy thôi bữa nay. Bữa nay làm hai mình bụm hai ông bả là bả luôn đi ha. Được á, cái này là hợp lý. Thôi không mấy em qua lụm giùm chị đi. Mắc gì? Duyên quá à. Gì đâu ngại trời. Ờ chị thì tính nha, chị thì chơi gu nổi với bộ con anh Thể trong bò, chị thì mang màu đỏ. Sốc lắm á nha. Ừ quải à. Rồi qua kêu sư phụ mình qua đây lẹ đi. A few moments later. Mà bông tròn tròn ông Thải nha, ông biết thái rồi được. Phải phải thôi nha. Sao sao thì nó nhìn được cái thái đó mà tôi biết nó mà. Ủa còn á nó mặc coi á. Trả cái quần lại cho tôi không nói nhiều nha cho. Trời trời quần thì nó mặc trên người nó sẽ tiền có đem cho người đó mà trả. Ủa bây giờ ông tiền nó nói hết với tôi rồi là ông lấy cái quần nhỏ của tôi nè. Trời ơi, quần nhỏ nó chắc ở trong quần to chứ nên thầy có lấy đâu. Tôi đặt ông bây giờ. Thầy, ông biết chị, ông bớt chị cái đó nha, lấy thì trả cho chị đi. Chính mắt tôi rõ ràng tôi nhìn thấy ông đừng có mà ba xạo, cái mặt ông ngơ ngơ đó. Anh làm gì mà ba xạo? Ở rõ đây. Ràng tôi kiểm tra là thấy mất một cái mặt. Em phải biểu. Vụ gì vậy? Con kêu em mày. Ông ăn cắp cái quần nhỏ của chị nè. Nè, lúc em qua á là em nhìn lén đồ ông khều khều, lấy cây khều khều. Cái quần màu đỏ đúng không? Không, không hề nhá em à. Thấy chưa? Ba người nói chuyện không đâu đâu hết, nên như thể không lấy gì hết á. Ồ, nãy giờ không có nói gì đâu. Con không lấy không? Vậy hai người này nói vậy là không đúng nên là thể không lấy gì hết á. Không chuyện quần nhỏ quần to nữa, thể không lấy không hề. Ủa không đúng, sao tôi kiểm tra mất cái quần thêm ông Tiền nó nói là đúng hay bom luôn á. Trời Tiền nó nói là chuyện của nó chứ thể đi chơi bò thể biết khỉ gì quần áo nhà gì đâu. Vậy đó, hồi nãy anh qua nhà chị làm gì? Thì qua nhà chị luôn. Thì có cái quần nhỏ nó rơi xuống anh đó, thấy chưa? Nên anh móc vào chỗ cũ thôi. Hiểu rồi. Chưa? Rồi xong rồi lén giấu luôn đúng không? Trời. Giấu chỗ nào? Trả đây. Thì nói là kia đây. Hết chuyện. Ông biến thái vừa phải thôi nha. Tôi không có giỡn thôi đó nha. Ê. Chứ quần ông mua mình chưa cắt. Không. Cái gì vậy? Cái này là cái mạc thôi mà, đâu phải cái quần đâu. Kỳ cục à, bây giờ ông nói nhiều trả nha. Trời ông ơi, thầy. Ông để tôi phải nặng lợi với ông nha. Nhưng mà thầy có lấy nó mà.
mà thầy con lấy đâu mà thì nói vậy, thì nói tự nhiên gấp gấp nửa bỏ tay thẻ sao mà chính mắt em đây, thấy em lấy anh lấy rõ ràng rồi, xong rồi hồi nãy anh mới nói gì, anh qua đó anh lấy cái quần nhỏ nữa không có là tức là anh thấy nó quần nó rơi cho anh đi cái cây khều lên cho anh trả lại gì ai mượn thôi. Ai mượn đâu mượn anh qua lấy đâu rõ ràng anh lấy mà anh giấu ở đâu anh trả chị tôi không có anh làm tốt của anh mang đi dụ hộ thôi không quần nó màu gì màu đỏ đó. Ông đừng nói nhiều với tôi, con tiền chính mắt nó thấy còn không ấy là ông phải lén lén thấy đúng không? Không thề thề luôn mà không lấy. Trời ơi trời, nói chuyện hai người này tức thật á. Ê nhiều khi mà tôi mới tức nhau á. Ông nghĩ sao chuyện gì ăn cắp hết chuyện rồi giống mấy nhưng người khác. Nhưng mà thề không có lấy. Rồi nãy giờ cãi chưa xong luôn hả? Bây giờ nói cho lấy không? Không. Tôi có bằng chứng, tôi đưa ra bằng chứng anh tính gì? Chị, anh nào có lấy nó bay sợ bằng chứng giờ có cả bằng 10 thì cũng không lấy. Đừng có xảo với tôi Tài. Em hồi chưa giờ em có thấy ổng đi đâu không? Hồi chưa giờ tôi có trong lúc mà 1 giờ hay 2 giờ chiều á, em thấy anh Thể qua nhà chị. Em thấy anh Thể qua nhà chị á, em không biết lúc đó em ngủ với em còn. Ủa qua ông qua đó ông làm gì? Ủa trong khi tôi đi buôn đi bán ở nhà tôi không có ai đóng cửa hết, ông qua đó làm gì? Trời ơi trời ơi, thằng Tài này nó nhờ Thể sang nhặt đồ lại cho Thùy nhờ thằng Thùy đúng không? Tài. Ừ, nó đó. Có ông Tài. Đúng rồi, em thấy cái đồ chị có xuống đó có mà cái đó màu khác mà. Màu gì? Màu xanh mà. Màu đỏ chứ màu xanh anh Thùy đã làm màu đỏ. Nhưng mà tôi mất chính cái quần màu đỏ không phải cái quần màu xanh. Rồi bây giờ lại là trả cho tôi. Rồi bây giờ anh cứ trả không? Bây giờ anh nếu mà anh trả đi tụi em coi như không có gì còn. Trời ơi trời, anh không lấy thì không nên anh móc đồ ra trả. Ông đừng có để cho tôi phải bực bội nha. Tôi nóng tính lắm á nha. Qua đây. Giờ ông khai đó, bánh của ông cũng không khai đúng không? Trời, anh có lấy đâu mà khai. Qua đây. Trời ơi này trời. Số nó nói gì vậy? Anh em có cháy ổn rồi khóc anh ba em mẹ anh ăn. Sợ để em qua đó cái đã. Có gì đâu. Hồi nãy thì có cũng có chuyện á. Sao? Thì hồi nãy em qua nhà chị Thùy chơi á, mà không thấy đâu hết á. Mà em thấy cái đồ chị Thùy rất ngoại á, anh vô lụm giùm chị Thùy đi. Sao rất nhiều không? Có con cái à. Sao tiện tay không nhặt luôn đi? Thôi kỳ lắm. Đồ con gái mình không nên đụng. Trời ơi trời, thì móc lên, cầm cái móc lên trên tôi mà làm gì mà em sợ. Thì giờ anh vô lấy làm đi. Đang ở đâu? Đây bỏ nó. Thì chưa bán rồi hả? Hình như vậy không gì á, em không biết. Giúp chị tí có sao đâu mà. Thôi anh giúp đi. Mày còn tí tẹo thì theo mày đọc mày kỹ quá. Ủa xong kỹ được. Phải cái gì cũng phải dễ đâu. Đồ phơi kia hả? Đúng rồi. Rồi, tôi thấy cái nào rơi đâu? Bên này nè. Đâu? Bên nè, bên này. Hả? Đó. Thấy chưa? Đó đấy hả? Đúng rồi. Ôi trời. Em nhặt đi. Sao em nhặt? Đồ có nhỏ, tèo mày nhặt, mày to bằng đấy mày không nhặt được. Ủa sao nó nhặt cái to hơn em á? Trời ơi trời, mấy cái đồ đấy em nhặt được. Thì anh nhặt đi. Tại không nhặt rồi, em đi ra chân bò đây. Thôi vậy anh lấy cái cây gì đó khều đi. Khều mà khều, cái đồ đấy em cầm tay em nhặt, em treo lên trên. Thôi, anh nhặt đi, anh đớ hơn em mà. Trời ơi trời. Thôi em nhặt đi, rồi đi. Khổ thật đi, thôi. Mà mày kêu tao đi. Ủa đồ nhỏ xíu vậy mà không nhặt nổi gì. Mày đi làm đi thử, không được cái tích sự gì á. Ủa làm theo thì tự chăn bò đâu, thì tự lập đồ đâu mà. Ra không muốn nhặt thì mày còn hù nữa. Rồi anh nhặt đi, anh nói gì anh đâu. Rồi xong rớt vô chổng luôn. Sư phụ gì mà không biết nhặt nữa. Có cái đồ không mà không nhặt được nữa. Ôi ơi! Đừng đu! Ôi chị Thi ra kìa, chị Thi ra kìa! Tao nhập hộ trên này nè. Thấy chưa? Nè! Thấy chưa? Nè! Thấy chưa? Thì nó lại bỏ vô mình lúc nào không biết đâu. Anh chờ ơi, bỏ nó cho cú mà!
xong là coi chừng là ông giấu ông lúc đó tôi em cũng đúng không? Bé trai tôi có nói mày giấu. Tôi không nói nhiều không nha. Không có. Thầy con lấy đi mà ăn để đi giấu cái quần quần nó. Thơm không thơm không? Cháu. Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Thơm không? Thế từ 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 từ. Quần quần nó. Thơm không thơm không? Trời cháu. Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Thơm không? Thế từ 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 từ. Gì gớm mà tào lao ghê. Giỡn cái này cái gì đâu tao chào đồ nhôm của mày ấy, nhìn giống ha. Ừ cái đồ. Đi mà lấy đồ tao xin phép vậy. Nhìn nó giống luôn, đây là cái hàng hoàng nha mọi người. Nhưng mà nhìn vô thì nó sẽ giờ em bây giờ là em cột lại nha. Bây giờ em cột lại như cái quần lọt. Tào lao nữa đó. Lọt khe nha bà con. Chị Thùy gu mạnh lắm, chị Thùy thích mấy cái dạng màu đỏ. Chị Thùy là thích mấy cái màu đỏ nha. Cái này là chị Thùy chắc ăn là sẽ có. Nhưng mà thôi nó dở thôi mọi người. Đây, bây giờ em làm thành một cái quần lọt khe rồi nha. Lọt khô là khe. Tào lao. Shwanika. Lọt khô là khe, lọt khô là khô. Lọt khô là khe, lọt khô, lọt khô là khô. Ê, giống nha, ê. Rồi bây giờ mình quăng lại vô cho cũ em đi. Với hai tài sẽ lên kế hoạch lụm hai ổng mỏ nha. Rồi quăng lại cho cũ đi. Rồi nha. Nhìn ra đây giống. Rồi. Rồi, nhìn lên đây chứ gì. Bye bye. Trời ơi. Áo. Nên lấy ra cái chả ra được. Cái gì vậy? Trời ơi, tụi tay. Ở đâu vậy? Chạy em lượm bên kia là chạy đi chạy phải sao mình nhét vào mặt anh. Ôi, anh xạo à, nãy em thấy cầm rồi hổ hoài luôn á. Anh ngồi nào. Nãy em cầm người ngồi cầm. Chạy đi chạy xuống tay. Cái gì vậy chạy cái mùi đó à. Cái mùi đại hôn chết rồi mà anh cầm nữa là hay vậy á. Chạy đi chạy xuống mày nói năng lung tung người thầy. Cái quần của người ta đi khỏi. Chạy đi chạy. Thái giống ổng rồi hả. Ủa em thấy em thể hủi rồi. Anh hủi hết rồi rồi còn. Trời ơi, em trời quá. Trời nó thêm gì á. Mà sao thì cái tin thằng Tài không à? Có tin nha, mà tin rõ ràng chứng cứ rõ ràng luôn. Má không giờ có. Nhưng mà thầy trời ơi. Hết chuyện dẫn chơi đó hả? Thầy có như vậy đó mà cũng cái đó cũng phải dẫn chơi nữa. Cái này là biến thái luôn á. Cái biến thái này là phải đặt cái một trận gì không? Mà cái này khoan người không? Cái này không phải thật của vậy không? Thì chứ còn có ai ngoài cái quần đó người ta đã mất rồi à? Thôi dạ thôi chứ vụ kỳ ghê luôn, em không ngờ chứ vụ vậy luôn á. Anh là sao đâu, anh có như vậy đâu. Nói giờ là nó vụ khờ khờ chứ. Trời ơi đi chị. Mới đậu lúc chắc giờ em không theo anh nữa luôn giờ. Cãi không lại được ba người này luôn á. Con cãi cái gì? Mà ông đi nhìn ổng chỉ biết ngoài cái trò gãy đầu ra có làm cái gì khác không. Ôi trời ơi, có ngoài cái cây gãy đầu. Chắc là em bị cái gì rồi, cái trời ơi mà. Trời ơi là trời. Chị phải bắt thật đi, thầy con như vậy đó mà. Hai nhìn mặt ổng ông gian giói không? Thôi im đi chị. Chị muốn ổng mạnh tay vô. Mai mốt nha, cái quần nhỏ tính cái. Thôi im đi. Thôi em trả anh thể nè. Trời ơi trời. Dạ ông ơi. Trời ơi. Thôi em trả nè. Không có dám lên nha. Khó chịu quá. Anh bảo không dám lên nha. Dám lên là anh không chịu được, anh quạo lắm. Ủa giỡn cái đó ông giỡn cái đó. Nhưng mà thầy không có lấy. Đúng không? Chứ ai lấy. Cái đó là quá tới chứ. Bây giờ thầy con người thầy không có lấy cái đó. Ông đừng có xin tụi mình. Thơm gì đấy không? Ôi em nãy giờ ngồi đây hết quá trời luôn mà kêu ông Thơm. Cái quần tao nãy giờ hỏi tới hỏi lui. Mấy mày cũng vừa nghe mà. Nghe nó kêu ông bà hiền quá. Chưa bà hiền như trời. Ai chưa sao. Bà không đùa được cái chuyện này luôn nha. Ôi cái này đâu, đó này là thiệt mà. Thế thôi không? Ôi ông sừng cổ với ai vậy? Ông muốn sừng cổ với ai? Thầy phải cho hai đứa này mà. Thầy lấy cái quần của người ta rồi cho bài học không? Nhưng mà thầy có lấy đâu? Hai đứa này bày trò này thì không tin thể giết á. Cái tin gì mà tin, tôi thấy sự thật rõ ràng ràng. Chị tôi đã nằm mạnh lên đây cái quần của tôi. Đúng rồi, trời ơi, nó vậy phải không qua. Thầy bảo thầy không lấy rồi không? Chứ ai lấy? Thầy không nhớ. Đúng rồi á, ông không lấy thầy chứ cái này là cái gì? Cái đó là cái quần nhưng mà anh không muốn lấy. Anh lấy vậy nói khan hết cổ rồi. Ai lấy? Chứ ai lấy? Anh không biết. Ai lấy em cũng đâu biết đâu, cái này không hoàng. Cái này cái gì? Cái này nó tiền phải không?
Đó mất được em, mất được đi, tính xếp. Ai làm nhìn chạy là hai đứa mình. Cứ tìm của nó đi. Ủa mày biết chuyện đó là chuyện tế nhị lắm không? Ôi tính ra bà thấy bà. Để cho tao la quang quang với miệng ăn rồi. Ê tính ra bà bị lấy quần mà thấy bà không phải uống nhiều không vui với tài hơ. Ôi chắc phải có mình rồi đó. Tao bộ diễn mày xem á. Ờ tính ra bà phải luôn á mày. Chắc thích lắm rồi. Mà đó. Nãy giờ tao tưởng thì tao chửi ông như gì vậy? Tại thơm không? Mắm tôm. Ủa tính ơi tính nhà là thấy bà không phải ức. Ai đứa này kỳ cục quá. Là thấy phải ứng á. Ít à. Hay là do khoái muốn. Ủa cái đó là chuyện tới vậy hả? Nãy giờ tao làm tùm lum tùm la lên. Trời ơi trời. Cái hàng xóm tới cho cười thúi mặt hả? Ê chứ không phải. Cứ tới là tin hai đứa nó sái cổ mà. Thôi chị thích thì nói đi. Ai biểu ông mà tôi cũng đâu mượn ông lượm cái quần đó đâu. Tự nhiên cái ông lượm chi vậy? Trời ơi chị. Ai chị thầy ơi. Anh hỏi chăn bò mà còn chị mang màu đỏ nữa sẽ chị đổi màu khác đi nha. Chạy lại.